Xin cảm ơn Helios, thương hiệu trang sức bạc dành cho nam giới đã đồng hành cùng The Reviewer, nung nấu từ lòng tự tôn dân tộc. Chiếc nhẫn Nam Quốc Sơn Hà từ Helios mang trong mình linh hồn của 4.000 năm lịch sử. Chế tác khao khát là vật bảo chứng cho lòng yêu nước, để mỗi người đeo đều có thể cảm nhận niềm tự hào quê hương. Sản phẩm chỉ được mở bán vào duy nhất 4 dịp: 30 tháng 4, mùng 2 tháng 9, mùng 10 tháng 10 và Tết âm lịch. Nhanh tay sở hữu chế tác của lòng yêu nước này tại link ở dưới phần mô tả. Mở đầu mùa 7, ông già Walder Frey, người mà thấy bất nào vẫn còn sống, đang mở tiệc chiêu đãi anh em. Bình thường thì rõ là mọi người phải thấy có gì đấy sai sai, vì lão Walder kỳ bò bõ đít, tự dưng mở tiệc 2 lần trong cùng một tuần, rõ là có cái gì để bất thường. Cá biệt hơn nữa khi lão còn cho anh em uống Abergo, loại rượu ngon nhất thất đại đô thành. Trong khi lão và con vợ mới cưới mà tôi không biết là có đủ tuổi uống rượu hay không thì không uống. Là tôi thì tôi đã nghi ngờ. Nhưng mà đám gia nô nhà Frey quá ngu và tham để hiểu được có gì đấy không ổn đang xảy ra. Vừa nhấp được tí rượu đã ho ra máu xong lan ra chết, nằm la liệt ra sàn. Hóa ra tất cả chỉ là một cái bẫy do đệ tử mới nhất của Hưng Cao, Arya Stark, đóng giả làm lão Walder để giật dây. Cơ bản thì thế tức là nhà Bolton và nhà Frey đều đã tuyệt diệt. Nhà Stark đã tự mình rửa nhục cho đám cưới đỏ. Trong một động tác cực ngầu, Arya bảo với cô vợ mới cưới của Walder rằng hãy đi báo với các nhà khác rằng mùa đông đã đến Upo nhà Frey. Trên phía bắc, Mira đã vác được Bran về Hắc Thành. Và không cần nghe Ed và anh em đưa tin, Bran giờ cũng biết Jon và Sansa đã chiếm được Winterfell. Nhắc đến Winterfell, thì Jon Snow được anh em bạn gì tôn lên làm vua phương Bắc và đã làm vua. Thì chiếu chỉ đầu tiên của Jon là già trẻ lớn bé gái trai gì cũng phải học cách chiến đấu. Tại vì không đánh thì ai đánh hộ cho. Nhất là khi đội quân người chết rõ ràng là rất đông đảo và hung hãn, lại còn không bao giờ tha một ai. Đáng buồn là kỹ thuật chưa đủ. Nếu họ còn thiếu chỉ số, nhất là chỉ số quan trọng nhất, là số vũ khí làm bằng long thạch, Dragon Glass. Thứ duy nhất có thể tiêu diệt hiệu quả được cả bóng trắng lẫn lũ zombie. Mỗi tội giờ miền Bắc còn ít long thạch quá. Có cái túi đựng một ít thì bị bỏ lại ở trại của man tộc từ mùa trước rồi. Trong thời gian anh em đi tìm, Jon cử Tormund và các anh em man tộc còn khả năng chiến đấu đến trấn thủ một pháo đài bên rìa bức tường, tên là Eastwatch, chỗ hướng ra biển, để tiện theo dõi tình hình của lũ bóng trắng. Và vì giờ lực lượng mỏng lắm rồi, nên Jon quyết định không tiếp tục phạt tội, mà tha cho hai gia tộc đã đứng về phía nhà Bolton là nhà Amber và Karl Stark. Vì hai gia tộc này mấy thằng phổi bạn đã chết hết trên chiến trường, còn mỗi hai đứa trẻ con quản lý gia tộc. Sansa có ý phản đối, nhưng Jon bảo các con không nhất thiết phải chịu tội thay cho bậc ông cha. Anh là vua, cô phải nghe anh. Thế là Sansa không dám bật nữa. Ở dưới vương đô, sau khi lên ngôi oai như cóc, Cersei đã thuê người vẽ ngay một cái bản đồ thất đại đô thành ở ngay trong sân trong. Chắc là do mắt hơi kém, không nhìn xa bàn bé được. Dù không học qua trường lớp quân sự hay dẫn lính đánh một trận nào, nhưng mà Cersei cũng thừa biết giờ đồng minh của nhà Lannister so tỷ lệ với số kẻ thù của họ thì có mà 1:10. Giờ đồng thời bị úp từ tứ phía thì chỉ có mà đi. Giờ thứ cần nhất là một bàn tay ủng hộ, vì cả hai chị em nhà này đếm đi đếm lại hai người cũng chỉ có 3 bàn tay. Khá là lẻ, khỏi phải nhắc lâu. Một đồng minh quan trọng của nhà Lannister đã tự động đến mà không cần mời. Lý do duy nhất là vì Sim, Euron Greyjoy mang cả hạm đội mới của quần đảo sắt đến. Điều mà tôi thấy vô lý đùng đùng khi trong thời gian ngắn đã đóng được đoàn thuyền vừa to và nhiều lực chiến, trông căng còn hơn cả mấy con tàu mà Yara và Theon lấy đi. Euron còn mạnh dạn gáy là ra mắt thế thôi, chứ sẽ đem về cho Cersei một món quà, coi như là để cầu hôn, khiến cho Jaime cay lổ ré. Dưới một tí nữa, tại cố đô, Samwell Tarly, anh bạn thân béo tốt của Jon, đang được làm thực tập sinh tại đại nội, nhưng mà đọc sách được có tí, chứ thời gian chủ yếu là thổi cơm, quét nhà với đổ bô. Đến tối mới được đọc sách, mà còn toàn sách vỡ lòng, chứ không được nghiên cứu chủ đề mà anh bạn chí cốt cần tìm, là đêm trường và bóng trắng. Mấy cái đó phải làm học sĩ mới được đọc. May sao trong mấy quyển sách vỡ lòng, có một quyển nói về mỏ long thạch khổng lồ ở đảo Dragonstone, lãnh địa ngày xưa của nhà Targaryen. Thông tin tối quan trọng này được Sam gửi quạ ngay cho thằng bạn thân, và chắc chắn là nó sẽ có ích. Ngoài ra, trong khi làm cu li buổi sáng, Sam lướt qua khu bệnh xá và gặp một người nhìn giai đoạn cuối lắm rồi. Đây không ai khác chính là ngài Jorah. May là ông này còn minh mẫn và tỉnh táo, lại còn là quý tộc, chứ không đã được một vé một chiều sang Valyria sống với đám thạch nhân từ lâu rồi. Nhắc đến Jorah, thì siêu bạn thân Daenerys của ông đã về lại được Dragonstone, hồi hương sau 18 năm cộng 7 mùa phim. Ngay khi Daenerys còn chưa ấm đít ở Dragonstone, thì một nhân vật vô cùng quen thuộc cũng đã xuất hiện tại đây. Nữ tu sĩ đỏ Melisandre đã đến diện kiến nữ hoàng, và nhờ có Missandei thông báo nên Melisandre mới nhận ra. Lời tiên tri không nói rõ là đàn ông hay đàn bà sẽ đem lại bình minh, nên giờ không chỉ Jon Snow mà có lẽ Daenerys cũng sẽ cần phải có mặt để lời sấm truyền được ứng nghiệm rằng cả Jon lẫn Dany đều là những nhân vật quan trọng trong cuộc chiến thực sự ở miền Bắc. Dany nghe vụ đem lại bình minh thì ok, hay lắm. Nhưng Jon là thằng nào? Cuộc chiến thực sự không phải tiêu diệt nhà Lannister thì là ở đâu? Melisandre bảo Daenerys hãy triệu kiến vua phương Bắc, và Tyrion nghe thấy tên Jon thì mừng lắm, đảm bảo luôn với mẹ rồng rằng thằng Jon này mồ côi thế thôi chứ tín phết. Thế là cho người viết thư gửi quạ lên mời Jon xuống luôn. Nhưng mới xuống làm gì? Xuống đây mà quỳ xuống. Bắc Nam gì cũng là đất của chị, thích bị mấy ông Việt Nam lên mạng cười là không có miền Bắc không?
Hai lá thư đến được chỗ Jon gần như cùng một lúc. Trước là thư về Long Thạch của Sam, sau là thư gọi từ Dragonstone lên của Daenerys, nhưng mà giọng văn của Tyrion. Sansa bảo đây là cái bẫy rảnh rảnh. Nhưng Jon thì tin vào thằng bạn béo của mình, và hơn hết thì tin vào sự tử tế của Tyrion. Ngài Davos cũng bảo là nếu thím Dany này có 3 con rồng thật thì chả khác gì là 3 cái máy phun lửa miễn phí. Dọn mấy thằng creep zombie quá dễ, nên thôi cứ xuống thử xem thuyết phục được thím này giúp mình hay không. Trước là thư của bạn, sau là thư của thằng cha tuy khác phe nhưng mình cũng vô cùng tôn trọng. Nên dù nhiều người can ngăn, nhất là em gái, Jon vẫn quyết định sẽ đi. Vì anh biết là ngoan cố chống cự trên này cũng là một kèo quá khó nếu là người chết tấn công thật. Phương Bắc cần những người giúp đỡ tín hơn. Thế là anh và hiệp sĩ củ hành Davos sẽ đi. Quyền cai trị phương Bắc tạm thời sẽ được chuyển lại cho Sansa, người mà Jon cho là chính danh hơn, vì có họ Stark chứ không phải là thằng con hoa. Quay trở về Dragonstone, nơi mà Jon Snow đang tới, thì team nữ quyền của Dany gồm có Ellaria của xứ Dorne, bà già Olenna của nhà Tyrell, và hai chị em Yara và Theon của quần đảo sắt đã sẵn sàng tham chiến. Giờ thì Tyrion bắt đầu khoe bộ óc chiến lược của mình bằng cách vạch ra một kế hoạch nghe cũng tín phết. Ellaria, Yara và Theon sẽ mang thuyền về Sunspear, đón lính của xứ Dorne, mang đến Vương Đô để hãm thành. Quân Unsullied thì thay vì ở đây, sẽ đi bốc ngay cái Castle Rock của nhà Lannister, đánh vào lãnh địa của sư tử luôn. Nghe cũng ổn đấy, triển ơi. Trước khi lâm trận, điều gì đến cũng đến. Chuyện tình dài 3 mùa của Sâu Xám và Missandei cuối cùng cũng lên đỉnh, lên giường. Dù anh không có bộ ấm chén nhưng tình yêu là không khoảng cách. Họ đã quần nhau rất nhiều. Cơ mà không hiểu sao đoạn này tôi thấy cứ như dead flag ấy. Cứ mà trước khi lâm trận lại tỏ tình hay đóng nhau thì kiểu gì kết thúc cũng có người đi. Cơ mà thôi, cắm cờ thế là đủ rồi. Giờ là lúc thực hiện kế hoạch. Trong hải trình dài, rất là dài trên biển, Yara và Ellaria nhận ra cả hai đều là kiểu phụ nữ nhạc dị cũng nhảy, trai gái chơi tuốt, nên là định gạ gẫm nhau làm tí trước khi về nhà. Thì đùng cái, động đất à? Gì đấy, sao trên biển có động đất đó nào? Đấy là đoàn thuyền chiến vừa to vừa dài của Euron đến cho hai chị nữ cường biết mùa đông thít là gì. Yara chỉ quen cướp bóc mấy cái làng con, không thể so kèo với một thuyền trưởng lão luyện trên đại hải trình như Euron, nên hạm đội của Yara hoàn toàn thất thế. Euron như một kẻ trị vì ngai muối thực thụ, cũng nhảy vào giải tán đám đông như thật. Hai đứa con sát thủ của Ellaria cố giết Euron, nhưng lão này lại là cái dạng không biết thương hoa tiếc ngọc, nên dập hai chị em như dập oản, giết chết 2/3 đứa con gái của Ellaria. Chưa kể còn bắt sống được cháu gái Yara. Ellaria và đứa con gái còn sống cũng chung số phận. Ông tướng Theon thì bị thằng chú dọa cho sợ, nhảy xuống biển trốn mất. Có vẻ là nhân cách Rick vẫn chưa bị diệt trừ hoàn toàn. Thế là hạm đội của Yara và Theon cùng đoàn quân xứ Dorne chưa kịp đánh nhau đã phá sản. Tại Vương Đô, Cersei gọi hết những gia tộc còn ủng hộ mình hoặc trung lập đến, là một bài tuyên truyền sợ phát khiếp về việc nếu để con bé tóc bạc kia lộng hành thì các ông sẽ bị thui hết, làm mọi người khá sợ. Riêng có một thằng cha khá cứng không sợ, chính là Randall Tully, bố của Sam béo, được Jaime phong lên làm chỉ huy quân đội hoàng gia vì ông này già và dơ. Trong khi chiến trận toàn mấy thằng chết trẻ, tức là level của ông này chắc cũng cao phải biết. Trong buổi chầu vừa nãy, cũng có người đã hỏi Cersei cách khắc chế mấy con rồng, nhưng thím này với lão tư tế Qyburn chỉ bảo là từ từ đang đóng đồ. Thì ngay sau buổi họp, Qyburn đã dẫn Cersei xuống hầm ngục xem phát minh mới của lão, một chiếc nỏ hạng nặng, bắn ra những mũi tên sắt có sức xuyên phá cực cao, bắn bộ binh và kỵ binh đều như cức, vì cái này đơn mục tiêu lại còn nạp lâu. Nhưng mà bắn rồng thì hết sẩy con mà bảy. Trở lại cố đô một phát nữa, thì Sam sau khi gặp Jorah, biết ông này là con trai của Jeor Mormont, cố tổng chỉ huy của đội gác đêm, thì tìm đủ mọi cuốn sách dạy cách chữa vảy xám để cố trị bệnh cho ông, coi như là báo đáp ơn cứu mạng của ông già Jeor. Một tối, Sam bí mật đến gặp Jorah, rồi chiều theo sách mà chữa bệnh cho ông già Sim Chúa này. Quá trình chữa bệnh đại loại là lọc hết luôn đống da bị đóng vảy ra, rồi bôi thuốc mỡ vào. Đoạn này hơi khiếp nên là chắc các bạn nên xem trực tiếp, không thì video bị tắt kiếm tiền mất. Tạm thời xa quả chữa bệnh này một tí, chúng ta ngược lên phương Bắc thì gặp được Arya. Đã đến được Ed Sheeran đang ngồi hát với những người lính Lannister khác. Arya ngồi xuống đánh chén cùng họ như thật, rồi đòi giết nữ hoàng. Nhưng mấy ông Lannister kia nghĩ là đùa nên cả lũ cười như được mùa. Họ sau đó chết hết, kể cả Ed Sheeran. Đùa đấy, đoạn này off screen tôi cũng không biết. Cơ mà đại loại là sau đó Arya cưỡi ngựa đến nhà trọ, nơi ngày xưa được hội huynh đệ cho ăn uống, thì gặp lại thằng bạn béo Hot Pie. Hai người tay bắt mặt mừng, và nhờ Hot Pie thì Arya mới biết phương Bắc giờ đã về tay Stark. Và giờ thì về nhà quan trọng hơn là xuống thẳng Vương Đô giết Cersei, nên cô đổi lịch trình luôn, trở về nhà sau bao mùa xa cách. Sang tập 3, Euron đã về Vương Đô với ba người phụ nữ bị xích cổ phía sau: Yara, Ellaria và đứa con gái cuối cùng của thím này. Biết Cersei có thù với Ellaria, bố này tặng luôn hai mẹ con nhà kia cho Cersei, coi như lấy le với crush. Cersei bảo từ từ, đánh nhau xong mới tính. Cơ mà vì chiến công này nên Euron đã được gửi gắm làm tổng chỉ huy hạm đội thủy quân của Cersei, khiến Jaime lại càng thêm bất mãn. Vì anh ghen mà với mẹ con Ellaria, thì để trả thù cho con gái, Cersei làm y những điều mà Ellaria đã làm với Marcella.
cho cô con gái cuối cùng của Ellaria một nụ hôn chứa chất độc, rồi trói hai mẹ con sâu trong ngục để Ellaria phải nhìn thấy con gái quằn quại đến chết, rồi mục giữa ngay trước mắt mình. Chiến thắng bước đầu cũng như màn trả thù này làm Cersei vui đến mức đi thổi kèn cho Jaime ngay trong cung điện, khiến ông em đang ghen nổ đau nó mắt dịu đi phần nào. Cơ mà thổi hay húp gì thì sáng hôm sau, giao dịch viên của ngân hàng sắt cũng đến, bắt Cersei phải đáo hạn ngay khoản nợ to bằng hai trương Mỹ Lan của triều đình. Nhưng nhờ miệng lưỡi dẻo quẹo của bà này nên cũng khất được thêm chục hôm. Ở Winterfell thì Sansa lên nắm quyền, và có vẻ là mấy cái hành chính công vụ này phụ nữ làm tốt hơn đàn ông, nên là mọi thứ khá trơn tru. Mỗi tội ông tướng Peter Baelish thì vẫn ở bên cạnh, cứ hai hôm lại bảo Sansa hay là thôi hất cẳng thằng anh đi, đằng nào cô cũng là người nhà Stark cuối cùng. Đúng lúc này thì Bran què về, khiến mặt Peter ngắn tũn mà. Sansa gặp em thì mừng lắm, nhưng Bran giờ đã là quạ ba mắt, lòng còn lạnh hơn cả vùng đất bên ngoài bức tường, nên còn chị em gì nữa. Dưới đại nội thì Jorah sau đêm vật lộn với Sam cuối cùng đã khỏi bệnh vẩy xám, vừa trao đổi vài câu đã chim cút đi tìm bạn thân Dany luôn. Dany thì vẫn đang ở Dragonstone, và Dragonstone cũng là nơi mà Jon và ngài Davos vừa mới cập bến. Tyrion lại được cử ra đón, và trái lại với những lần phải làm lễ tân bất đắc dĩ khác, lần này Tyrion khá mừng khi gặp được Jon. Vì giữa một ông con hoang và một ông lùn, cả hai có một sự tôn trọng nhất định với nhau. Jon nhìn ba con rồng thì mê lắm, ước gì được mang về phương Bắc đốt xác. Melisandre lúc này mới rời đi. Varys cảnh báo là đừng quay lại Westeros, nhưng mà Melisandre bảo là bà sẽ trở lại lúc mà cuộc chiến cam go nhất, cứ từ từ. Jon được mời vào chính điện, diện kiến Daenerys, và chưa gì Dany đã bắt Jon phải quỳ xuống. Jon không chịu, Dany bảo tổ tiên ông đã thề rồi. Thì Jon bảo bố cô là người phá vỡ lời thề khi thiêu sống ông nội với bác tôi. Dany bảo tội của cha không nên giáng xuống đầu con cái. Còn Jon lại bảo lời thề của tổ tiên con cháu cần gì có trách nhiệm. Tôi không đến để quỳ mà để xin sự giúp đỡ, chống lại đội quân của Dạ Vương ở phía Bắc. Dany không tin là bóng trắng có tồn tại. Thì tôi thấy đoạn này hơi khó hiểu này. Thím này thực sự có kháng lửa, ấp được trứng rồng, làm một đống chuyện phi lý khác mà vẫn không tin là các sinh vật thần thoại có thật á. Đến chịu luôn. Cơ mà đại loại là không ai chịu tin ai cả. Sau một hồi đôi co thì Dany bảo là không chịu, điều quan trọng hơn bây giờ là chiếm lại vương đô. Bóng bánh gì đến mùa Euro rồi tính. Jon sẽ được giữ lại làm khách, nhưng mà cấm có được đi đâu. Tyrion sau đó đi nói chuyện riêng với Jon, và dù không tin vụ bóng bánh cho lắm thì Tyrion vẫn tin tưởng Jon hơn, nên coi lời của Jon nói là sự thật, và hứa sẽ nói đỡ với mẹ rồng để giúp Jon được tí nào thì giúp. Jon nghe thế thì xin luôn cái mỏ long thạch trên đảo, và thế là Tyrion bảo với Dany luôn, bảo là nếu mà lũ bóng trắng là thật thì Jon sẽ phải chịu ơn mẹ rồng, còn nếu là fake thì cái của khỉ đấy cũng có dùng làm gì đâu. Nên cho Jon bây giờ kiểu gì cũng win. Dany bật đèn xanh cho Jon thì tiếp tục họp bàn chiến lược đánh nhau tiếp. Bước tiếp theo của kế hoạch là đánh vào Castle Rock để lấy lợi thế bất ngờ. Quân Unsullied sẽ đi vào từ đường cống ngầm mà Tyrion cho xây dựng nhiều năm về trước. Kế hoạch diễn ra rất trơn tru, vì thế quái nào Castle Rock cuối cùng chả có mấy mống lính ở lại canh gác gì cả. Hóa ra đây là một cú lừa to tổ bố, khi mà toàn bộ lực lượng của nhà Lannister đã ở chỗ nào hết. Castle Rock không lương không thảo, lại còn chả có dân. Nhìn ra biển thì đoàn tàu vận tải đã bị quân của Euron bắn cho lủng hết, khiến cho đội quân này chiếm được cái thành trống, lại còn mất luôn đoàn vận tải. Muốn về giờ phải đi bộ xuyên qua lục địa. Thế mà cay, có vẻ là tin từ quả úp lồng của Euron hủy diệt hạm đội Yara giờ vẫn chưa về nhà, nên mấy ông phòng thủ rất là hớ hênh, tranh thủ quả bết to tổ bố này. Jaime và lão già dơ Randall Tully đã dẫn quân chủ lực của nhà Lannister đi tấn công Highgarden. Và cái nhà có giao huy là bông hoa hồng vàng thì đánh đấm cái gì. Bà già Olenna ngồi trong phòng chờ chết thì Jaime nhảy vào. Cersei muốn bà già chết trong đau đớn, nhưng Jaime khuyên là thôi, chấp gì bà già, nên cho Olenna một cốc rượu độc. Bà già uống một hơi hết luôn. Xong trước khi ngỏm thì tự thú với Jaime một bí mật động trời. Chính bà già là người đã giết thằng quý tử Joffrey của Jaime và Cersei, khiến Jaime cay lổ dái vì đã tử tế bảo chị mình tha cho bà già. Đến tập 4, quân lính Lannister đã mang hết của cải ở Highgarden về trả nợ ngân hàng sắt. Nhưng mà vừa trả hết nợ xong, Cersei đã vay một khoản còn lớn hơn, gọi là để đầu tư mua thêm lính để tăng lực chiến, sẵn sàng khô máu với bất cứ kẻ thù nào tại Winterfell. Vì một lý do mà chỉ lão mới biết, Peter Baelish tặng cho Bran đúng con dao mà thằng sát thủ ngày xưa định dùng nó giết cậu. Giờ ti di tỉ muội gì trên lục địa này tôi cũng biết, có mỗi nhìn trước tương lai là không. Mấy cái tính toán của ông qua thế nào được mắt tôi. Khiến mặt Peter sun vào. Người giải vây cho Peter cuối cùng lại là Mira Reed, vào để tạm biệt Bran rồi về nhà. Bran kiểu ok về nhá, một cách vô cùng lạnh lùng. Đến cả câu cảm ơn nghe cũng lạnh hơn cả không khí ngoài trời Winterfell. Nói chung là làm Mira tụt hết cả mút. Có lẽ Bran đã nhìn thấy quá nhiều, sống ở mọi cuộc đời, nhìn thấy mọi việc, nên không còn là Bran như xưa, mà đã trở thành quạ ba mắt. Nên cảm xúc của loài người giờ chẳng còn nghĩa lý gì với cậu. Nhắc đến nhà Stark thì Arya cũng đã trở về Winterfell. Hai chị em gặp lại trong hầm mộ nhà Stark. Sau 6 mùa xa cách, hai chị em dắt nhau đi gặp Bran ở khu rừng thần. Cơ mà Bran chỉ lạnh lùng bảo, em thấy chị về từ trước cơ mà. Bran tặng cho Arya con dao găm thép Valyrian, tại bảo là thằng què thì cần dao găm làm gì. Những người nhà Stark cuối cùng đã được tái ngộ, khiến Brienne vô cùng nhẹ lòng vì đã hoàn thành được lời hứa với phu nhân Catelyn. Arya thấy Brienne thì thích lắm, vì bà này solo win được chó săn.
điều mà đến cả đàn ông cũng khó mà làm được. Nên muốn giao lưu vài đường kiếm với bà, Aya không khỏe và mạnh như Brienne, cũng không có lợi thế về tầm với của một thanh kiếm dài, nhưng những chiêu thức tung ra vô cùng nhanh và hiểm hóc. Và trận giao hữu này rõ ràng là Aya chiến thắng. Chắc là ý muốn bảo Brienne là cô không cần bảo vệ cháu đâu, bảo vệ chị với em cháu thôi. Cuộc giao hữu đầy thân thiện này bị Peter dắt Sansa ra xem, khiến Sansa sợ khi thấy hai đứa em mình trông chả giống hai đứa trẻ con lôm côm như ngày xưa nữa. Đến thím còn thay đổi từ con dại trai thành một người phụ nữ quyền lực thì chắc gì hai đứa nó đây. Cơ mà hoãn tí, xuống phía nam, tại Dragonstone, trong lúc đào long thạch, John đã phát hiện ra những hình vẽ nguệch ngoạc trên hang đá, khắc hình những đứa con của rừng sâu, đứng sóng đôi với tộc tiền nhân, cùng chống lại kẻ thù chung là dạ vương, bóng trắng và đội quân người chết dưới quyền điều khiển của chúng nó. Tôi không hiểu lắm đoạn này, kiểu John bảo đứt lưỡi thì không tin, nhưng nhìn mấy cái hình vẽ này thì Danny tin luôn, bảo là sẽ hỗ trợ John trong cuộc chiến sắp tới. Cơ mà điều kiện là John vẫn phải quỳ xuống. John vẫn không chịu quỳ, nhưng Danny không biết ma xui quỷ khiến thế nào, đốp ngay cái câu mà ngày xưa John dùng để thuyết phục Mance về dưới trướng Stannis, khiến quyết tâm của John rung lắc dữ dội. Nhưng mà chưa đến lúc quỳ gối. Hai người vừa ra khỏi hang thì Varys và Tyrion đã đến báo hung tin. Toàn bộ các đồng minh của Daenerys trong kế hoạch báo thù nhà Lannister đã bốc hơi hết chỉ sau một lượt càn quét. Daenerys lúc đấy thì cáu, rất cáu, trách Tyrion vì lúc đấy khoe là kế hoạch EQ cao lắm. Thế là để rửa hận, Dany lên lưng Drogon đi quất ngay đội quân nhà Lannister luôn. Quân Lannister hoàn toàn thất thế khi đối đầu với các kỵ binh Dothraki, vừa máu chiến vừa không sợ chết. Quân Lannister nhìn thấy thế thì sun hết cả vòi vào. Nhưng mà đến lúc nữ hoàng cưỡi rồng xuất hiện thì coi như là no hope luôn. Đội hình nào cũng bị ngựa giày vò, và đội hình nào cũng bị rồng một khạc là ra cho. Thế trận hoàn toàn một chiều, như mấy ông chơi đế chế bật chít. Bronn dùng quả nỏ của Qyburn cố nhìn qua làn khói, bắn trúng cánh của con rồng, nhưng một mũi tên là không đủ để Drogon không đến một quật phá tan cái nỏ. Giờ khác cho Bronn nếu không nhảy xuống nước thì cũng thành cho. Danny thấy con bị đau thì cố rút mũi tên ra, và hai mục tiêu bất động, khiến Jaime nảy ra một ý tưởng thiên tài. Lên ngựa cầm thương chạy vào định xiên mẹ rồng, khi một con rồng trong tầm phun lửa đang ngồi ngay cạnh đấy. Đúng là cái nhà này người duy nhất có đầu óc là Tywin, chết rồi có khác. Tí nữa thì Jaime thành người da đen nếu không có Bronn nhảy ra đẩy hắn xuống nước. Sang đầu tập 5, hai ông tướng mới ngoi lên khỏi mặt nước, ở cách xa trận địa. Thôi giờ thì về thôi chứ làm được gì nữa. Hai ông thấy con rồng mạnh như hách thì sun hết vòi vào. Tưởng tượng ba con mỗi con kẹp một góc thì vua hài, có chúa mới cứu được. Danny gọi toàn bộ tàn quân của nhà Lannister đến, bảo là giờ dân chủ có hai lựa chọn, quỳ xuống hoặc là chết. Gớm, dân chủ quá. Đại loại là ai cũng quỳ, trừ lão Randall Tully. Tyrion bảo Danny hãy đưa lão này lên đội gác đêm. Cơ mà Danny bảo lời chị đã quyết cấm cãi, lão giả chấp nhận chết. Cơ mà thằng đích con trai lão không hiểu đầu nhảy số kiểu gì, đòi chết chung với bố. Khi cả lão Randall già lẫn Tyrion đều ra hiệu đứt cả tay là đừng có mà ngu, hai bố con nhà Tully cháy ra cho trong sự ngao ngán của Tyrion và sự bất thình lình của Sam khi không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nhưng giờ lại là người đứng đầu gia tộc. Về Vương Đô, Jaime thân tàn ma dại về bảo với chị, thì chị bảo sợ gì, để chị mua thêm quân. Daenerys có rồng xịn hơn, nhưng mà lực chiến là lực chiến, chỉ số không nói dối. Chị sẽ mua đội quân Hoàng Kim bằng tiền vay của ngân hàng sắt để solo lại quân của Dany, nên chú đừng có sợ. Ở bên kia vịnh Hắc Thủy, Jon được Dany cho sờ thứ đang nằm giữa hai chân nữ hoàng, ý tôi là con rồng Drogon. Và có vẻ như Drogon thấy được cái gì đó ở Jon mà chúng ta không biết, nên đồng tử giãn ra như con mèo gặp chủ. Đúng lúc đấy thì Jorah trở về, hơi tàn tạ tí chứ vẫn múa được đàng hoàng. Mẹ rồng mừng lắm, ôm chầm lấy siêu bạn thân. Ở Winterfell, Bran vẫn tiếp tục sử dụng bộ CCTV biết bay, ý là những con quạ của mình, để đi thám thính tình hình. Và rất đen là những gì cậu do thám được, cho thấy rằng dạ vương mới thực sự là kẻ ao trình server, vua của mọi loại chiến tranh tiêu hao. Vì tốc độ thu nạp lính mới của binh đoàn người chết là vô đối, Bran lập tức dặn tư tế đi gửi thư cho toàn bộ vương quốc. Một trong số đó được đưa tới cố đô, và tất nhiên là cái thư này bị mấy ông học sĩ già trước thì đùa, sau thì cho rằng đây là thuyết âm mưu để quân phương Nam tụ họp lên phương Bắc, giúp mẹ rồng đánh chiếm phương Nam dễ hơn. Sam ở ngay đấy, bảo là anh đã thấy và đã giết một con bóng trắng rồi, nhưng mà có ai chịu tin đâu. Biết là không thuyết phục được mấy ông già lẩm cẩm này, Sam phát cáu, nửa đêm vào thư viện lút bất cứ quyển sách nào liên quan đến đêm trường, rồi chim cút khỏi đại nội cùng Gilly luôn. Bức thư còn lại đến được Dragonstone chuyển ngay cho John. John thấy thằng em gọi thì đòi về nhà luôn, bảo là có thiếu người thiếu đồ thì vẫn phải đánh, mặc kệ Danny và cái ngai sắt của mẹ. Tyrion bảo John là ế thôi, hay là bắt một con zombie về cho cả phương Nam xem. Lúc đấy mục sở thị rồi thì làm sao mà không tin được nữa, có khi thuyết phục được Cersei chứ chả chơi. Siêu hài, mấy ông có vẻ lạc quan hơn cả bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối đấy. Cơ mà quan trọng bây giờ là ít nhất phải bắt được một con về đây thì mới có cái cho bản dân thiên hạ xem. Ngài Jorah dù không biết cái mô tê gì, nhưng xung phong đi để lấy le với Crush. John thấy Jorah hăng hái thế thì cũng đi cùng luôn. Tại trong cái lobby này có mỗi John có kinh nghiệm đánh nhau với lũ bóng trắng, Danny đành phải chấp nhận cho hai ông tướng này đi luôn. Cơ mà trước khi đi, Davos còn phải luồn lách đưa Tyrion về gặp anh trai,
để xin cái hẹn cho Cersei xem zombie có thật. Về phần Davos, ông về lại khu ổ chuột ở Vương Đô, vào cửa hàng Á Phi Âu tìm Gendry River. Người mà nếu bạn không nhớ thì là thằng con hoang duy nhất còn sống sót của vua Robert. Davos cứu le này một mạng ngày xưa, nên giờ thấy ông già đến đón thì đi luôn. Làm ông già phí mất 15 phút chuẩn bị diễn văn khuyên nhủ kiểu, dễ thế rồi à? Cả hai người ra thuyền, thì nhờ tài ăn nói lươn lẹo cùng với tiền trong túi, Davos đã đút lót được cho hai thằng lính canh lờ hai người đi. Mỗi tội ngay lúc đấy thì ông tướng Tyrion đi về phá sóng, khiến Gendry phải vung búa bổ tung đầu hai tên lính canh, để cho ba người cùng rút. Về được Dragonstone, Jon đang cùng anh em miệt mài đào long thạch ra chất lên thuyền, thì Davos đưa Gendry về đến nơi, bảo ê đang thiếu thợ rèn thì ông kiếm được cho một thằng. Dù Davos đã dặn giấu danh tính đi từ trước, nhưng vừa gặp Jon, Gendry đã bô ra mình là con trai của Robert. Và trái lại với những gì mà Davos sợ, hai ông con hoang vừa gặp nhau đã thân nhau luôn. Daenerys đích thân ra tiễn anh em, và có vẻ như Jorah là người mà thím này sợ mất nhất. Bồ thì có nhiều nhưng mà bạn thân đúng là chỉ có một ông thật. Mọi người time skip đến Eastwatch luôn, thì Tormund với anh em đang trấn thủ tại đây, bảo là bắt được mấy thằng mờ ám đòi sang bên kia bức tường. Mấy thằng này không ai khác chính là Beric, Thoros và tất nhiên là Sandor. Thoros bảo là quang thần đã dẫn anh em đến đây giúp Jon hoàn thành nhiệm vụ, nên thôi lập party đi luôn cho nóng chứ gì nữa. Xuống dưới phía nam một tí ở Winterfell, dạo này Arya cứ thấy lão bay lắc có gì đó là lạ nên chạy đi theo dõi. Một buổi nọ, Arya thấy lão bay lắc cho người tìm kiếm một mẩu giấy gì đấy cất vào phòng, khiến Arya tò mò cậy khóa vào xem. Bức thư này không gì khác chính là bức thư mà Sansa đã viết buộc tội Ned Stark để chiêu hàng anh trai mình là Robb từ tận mùa 1. Arya không biết rằng lão bay lắc cái bức thư này vào chính là để cho Arya tìm được và đọc được. Sang tập 6 thì Arya đến chất vấn Sansa về bức thư, khiến hai chị em bùng nổ một quả tranh cãi rất to. Arya bảo là cô thà chết chứ không chịu bán đứng bố, còn Sansa bảo hồi đấy chị ngu chứ có biết gì đâu, sống giữa kẻ thù thì phải sống mới trả thù được chứ làm gì. Em hiểu làm sao được. Hai chị em ai đi đường nấy vẫn giận nhau, đúng như kế hoạch của lão bay lắc. Lão tìm tới Sansa bơm đều là giờ không giải quyết con em cháu đi thì nó sẽ dùng bức thư khiến các gia tộc chống lại cháu ngay. Chưa hết, Sansa còn tìm thấy trong phòng em gái một chiếc túi chứa đầy những chiếc mặt nạ da người, làm Sansa sợ run còn hơn cả ra ngoài trời mùa đông mà không mặc áo, vì sợ em mình sẽ cho mình lên bảng đếm số. Trở lại với hội anh em tìm xác thì chưa đi được bao lâu, mấy anh em đã bị một con gấu ma cắn xé, một ông vô diện chết, còn riêng Thoros thì bị thương nặng nhưng vẫn tạm gượng đi được. Đi thêm được một quãng nữa thì họ thấy một đám xác sống đang đi tuần, nên đốt lửa làm mồi nhử dụ bọn này vào bẫy, rồi nhảy ra úp sọt. Jon chém chết tên bóng trắng, khiến những con zombie mà nó gọi lên vỡ vụn, còn mỗi cái con mượn của thằng khác là con sống nên bắt được, nhưng chưa kịp bịt mồm nên vẫn để con xác sống rít lên gọi đàn. Giờ thợ săn trở thành con mồi, anh em đi săn xác sống bị một đội toàn xương sẩu đông như quân nguyên đẩy lùi vào một cái hồ băng. Gendry được Jon sai chạy về một mình báo tin cho người ở nhà đến trợ giúp, còn anh em còn lại sẽ vác cái con bắt được kia đi vào sâu trong hồ. Rất may là hôm nay ấm hơn hôm qua, băng mỏng nên đội quân người chết vừa đi vào thì băng vỡ khiến chúng không thể tiến lên. Anh em đội Jon thì phải ở lại mỏm đá giữa hồ, ngồi cạnh nhau trong giá rét nhìn những cái xác vô hồn đang đứng quanh mình, chả biết có tương lai gì sau ngày hôm nay hay không. Mãi đến tối, Gendry mới chạy về được đến nhà, bảo anh em đánh điện để quạ mang đi. Sau một đêm co ro giữa hồ, hội anh em mạo hiểm giờ kiệt quệ lắm rồi. Thoros thì chết queo giữa hồ, buộc Beric phải lấy cái kiếm lửa ra để hỏa cái xác ông. Một màn hy sinh hơi phí, nước trên mặt hồ giờ đóng cứng trở lại vì sáng nay lạnh hơn hôm qua, khiến đội quân xác sống tràn vào bắt tim của Jon cho bằng được. Tưởng như và thế là hết thì Dany cùng các con đã đến ứng cứu, và cái bọn có cái que diêm thống nhất thôi cũng đủ để đốt, thì không có cửa để ăn với con rồng vừa to vừa khạc lửa liên tục này. Drogon hạ cánh xuống cứu mọi người, trong khi hai anh em của nó ở trên cao yểm trợ. Lúc này thì Dạ Vương xuất hiện, cầm Wow giáo băng cộng 12 nhắm góc cắn gió. Chỉ cần một shot đã hạ gục con rồng đang bay trên nền trời, khiến mẹ rồng vô cùng đau đớn. Jon vẫn mải farm kinh nghiệm, mãi không chịu lên lưng rồng. Đến lúc quay lại thì bị một lũ xác sống xô xuống nước. Dany định ở lại chờ Jon ngoi lên, nhưng mà thằng da trắng mắt xanh kia định ném con giáo thứ hai kìa, nên buộc phải rút đi. Ngay khi Dany vừa rời đi thì Jon trồi được lên khỏi mặt nước, tưởng như Jon lại chết chay thì thình lình chú Benjen xuất hiện, dùng lư hương bùng cháy tiêu diệt một toán xác sống, rồi bê Jon đặt lên ngựa để ông ở lại câu giờ. Jon cưỡi ngựa đến khi bất tỉnh thì lúc tỉnh dậy đã thấy mình đang cởi trần nằm trên giường ấm chăn êm trên tàu trở về phương nam. Bên cạnh là Daenerys nhìn rất lo lắng. Dany giờ đã hoàn toàn tin những gì Jon nói là thật, và bùm cái mất một đứa con thì cũng cay chứ, nên hứa sẽ cùng Jon lên phía bắc tiêu diệt Dạ Vương. Jon nghe thế thì định quỳ gối luôn, cơ mà đang nằm không quỳ được, nên Dany bảo thôi anh cứ hứa với tôi là được. Đứa con vừa bị hạ của Daenerys giờ đang bị lũ xác sống kéo từ dưới hồ băng lên, và Dạ Vương chỉ cần chạm tay vào má nó một cái, con rồng chết lập tức tỉnh dậy, mắt xanh lè xanh lét, báo hiệu là mấy ông mấy bà này vừa phát free cho Dạ Vương một cái nút bấm easy game. Sang tập 7, mọi người hẹn nhau ra hố rồng nói chuyện. Tyrion được quan viên hai triều đình đưa lên làm người phát biểu. Đại khái cái bài phát biểu là thôi hóa tí nhá,
đánh nhau ít thôi, cùng lên phương Bắc giải quyết Dạ Vương và anh em của lão đã, chứ cứ đánh nhau mãi thế này, đến lúc bọn người chết tràn xuống thì ai cũng đi thôi. Cersei vẫn còn hoài nghi, nên anh em bảo Sandor mang cái hòm lên. Và ngay khi vừa mở nắp, con xác sống đã ngửi được mùi Cersei và chỉ chạy đúng một hướng đấy, làm Cersei giật mình đánh thót một cái. Để ngăn nó chạy lung tung, Sandor cắt đuôi tên xác sống, còn Jon thì nhanh nhẩu lấy một cánh tay lên mang đi đốt, chứng tỏ rằng bọn này cực kỳ bén lửa. Và nếu không có lửa thì một đâm của bất cứ vũ khí nhọn nào làm bằng long thạch cũng đủ để nó đi bán muối. Nghe cũng khá đơn giản, cho đến khi bị 20 thằng như này quay, thì có mà những kiếm sĩ giỏi nhất Westeros cũng đi bán muối nốt. Euron Greyjoy thấy màn biểu diễn vừa rồi thì giái đánh lô tô, bỏ của chạy lấy người luôn, bảo là về quần đảo sắt trốn vì bọn này không biết bơi. Bố này thì không nghĩ là bọn này đi bộ dưới nước, hay là chờ đám bóng trắng đi qua thì mặt biển đóng băng à? Đần thế là cùng. Cersei thì thôi, hoa thì hoa. Dù thím này vẫn rất là cú, nhưng mà Cersei vẫn không chịu mang quân đi hỗ trợ, nên là phim lại làm một trường đoạn dài, rất là dài, về việc Tyrion đi thuyết phục chị gái. Ôi giời, lại được ông này cũng lạc quan hơn cả người sắp chết. Tin cái bà từ lúc đẻ mình ra đến giờ coi mình như quái vật, giờ sẽ nghe lời mình nói. Và đúng như dự liệu, con mẹ này vẫn không hiểu được tình hình có thể nghiêm trọng đến mức nào, nên người ta vừa rút đi thì nuốt lời luôn, định chờ dưới phía nam để bọn kia đánh xong thì đi lên chặn đầu KS. Cersei còn bật mí cho Jaime rằng Euron Greyjoy không về quần đảo sắt trốn, mà thực ra đang sang Essos chở đội quân Hoàng Kim về múa. Jaime biết chị mình gặp riêng trai lạ để chốt deal thì cay lắm, bảo là không bao giờ tin lời Cersei nữa, đòi lên phương Bắc hỗ trợ mọi người đánh bọn bóng trắng. Ở phương Bắc, việc Jon quy thuận mẹ rồng đã đến tai Sansa, và vì anh mình chưa bàn bạc gì đã quỳ gối cho mặt gái lạ làm Sansa cũng cay. Thật anh chị em ở cái phim này quỷ thế nhỉ, không ụ nhau ná thở thì hơi tí cũng bằng mặt không bằng lòng tìm cách đâm chọt nhau. Baelor chỉ chờ có thế đưa Sansa vào chồng, bảo là thôi hay giờ phế Jon đi xong tự lên làm tiểu thư của Winterfell nhỉ. Sansa bảo dại gì, mà giờ Sansa ho he thì còn lâu Arya mới chịu ngồi yên, vì trong nhà Arya thân với Jon hơn nhiều. Baelor bảo thế thì dễ, cho Arya vào dọ trước là xong. Sansa nghe thế thì ra ngoài cho nó thông thoáng đầu óc, rồi sai người gọi Sansa về đại sảnh để xử tội phản bội. Khi mọi người có mặt đông đủ, Sansa ôm cua tí nữa thì vỡ đầu hết mọi người, khi tất cả những lời buộc tội phản bội mà cô nói thực ra là nhắm tới Baelor. Sansa tố cáo mọi tội lỗi của Baelor từ xưa đến giờ, việc chính hắn là nguồn cơn khiến nhà Lannister và nhà Stark đấm nhau, phản bội Ned Stark, khiến dì Lysa và mẹ của Sansa bất hòa, rồi chính hắn đã giết dì Lysa, và giờ còn muốn chị em nhà Stark tự thanh toán lẫn nhau. Baelor chỉ kịp ú ớ ra vài câu phân trần chả liên quan gì, đã bị Arya cho một dao ngang cổ, chết không kịp ngáp. Sau phiên xử án quá nhanh quá nguy hiểm, Sam và Gilly đã về được Winterfell, và người đầu tiên mà Sam gặp chính là Bran. Bran bảo cậu đã phát hiện ra Jon không phải tên là Snow, mà vì anh được sinh ra ở Dorne nên phải tên là Sen, là con của dì Lyanna của Bran. Nhưng mà Sen, Snow rồi River các thứ là tên của con hoang thôi. Sam bảo thế, Jon thực ra là con trong giá thú, là người có tính chính danh. Bởi một đêm đọc sách của Sam và Gilly thì Gilly đã vô tình đọc được rằng giáo chủ hồi đó đã bí mật giúp hoàng tử Rhaegar, con cả của vô điên, ly hôn với Ilya Martell và cưới Lyanna Stark làm vợ hợp pháp. Nên Jon thực ra là thằng độc đinh duy nhất của vợ chồng này, tên thật là Aegon Targaryen, và là người thừa kế hợp pháp nhất của ngai sắt. Ned cố che giấu sự thật này, vì thằng bạn Robert của ông biết thì Jon chỉ có chết. Quả nguồn gốc phong bạt được set up từ mùa 1 này, không biết sẽ ảnh hưởng gì đến số phận của Jon Snow. Chắc là mùa sau chúng ta sẽ biết, hoặc không. Ở một diễn biến khác, chúng ta thấy đêm hôm đó Jon trực tiếp đi tìm Dany, và hai người bắt đầu lột đồ rồi lao vào đấu vật, trong khi Jon không hề biết mình đang sơi bà cô ruột của mình. Nhưng thôi không sao, nhà Targaryen ngoài rồng ra thì nổi tiếng nhất là việc loạn luân, nên như này vẫn đúng tôn ti trật tự chán. Để kết thúc mùa 7 của trò chơi Vương Quyền, chúng ta đến ngay với pháo đài Eastwatch, nơi Tormund và anh em đang canh phòng cẩn thận, thì bỗng gặp một hiện tượng lạ. Lần đầu tiên trong suốt cả ngàn năm, đội quân người chết đến sát bức tường băng, và Dạ Vương trên con rồng được Dany free ship đến, khạc lửa tan chảy bức tường, dọn đường cho đội quân người chết trực tiếp tiến vào thế giới của người sống, báo hiệu một mùa phim bùng nổ còn đang chờ phía trước. Chắc thế. Đùa rồi, phim ra được mấy năm rồi, chúng ta đều biết là cái mùa cuối nó lỏ như thế nào. Nói chung là tôi cần quại. Xin chào và hẹn gặp lại.